Năm 2013, khi mới thành lập, huyện Vân Hồ đang còn là huyện thuộc diện 30A, là một trong những huyện nghèo nhất của toàn quốc. Người dân chủ yếu là đồng bào thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Sau 10 năm và với hướng phát triển đúng đắn dựa vào nông nghiệp, du lịch, huyện Vân Hồ ngày nay đã trở thành một trong những địa phương giàu có về sản vật, phong phú về các loại hình du lịch và đặc biệt hướng đi của huyện rất có tầm nhìn, bền vững khi chọn phát triển các loại trái cây nông nghiệp đi kèm phát triển du lịch cộng đồng. Trong 10 năm qua thì tôi phát triển một số cái thứ nhất là có cái nuôi bò phỏng tương thịt, đấy là nhiều hộ gia đình đã phát triển thành một trang trại lớn. Cái thứ hai nữa là về nông nghiệp thì phát triển về thương hiệu lúa tổ dâu. Ba nữa là các loại cây củ quả như là cây bí này, rồi là cây đỗ leo. Với khí hậu mát mẻ quanh năm, thổ nhưỡng vô cùng ưu đãi, hiện nay huyện Vân Hồ đang trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn. Bên cạnh những ưu đãi về điều kiện tự nhiên, Vân Hồ còn sở hữu những di sản, các giá trị văn hóa, bản sắc truyền thống và nhân văn của cộng đồng các dân tộc chung sống, hòa quyện tại nơi đây từ nghìn đời. Đặc biệt là người dân của xã Châu Bàng và là con người của Vân Hồ đem đến với hội trại văn hóa, thì xã Châu Bàng mang đến... đến huyện là tất cả các sản phẩm đặc trưng của năm dân tộc để hy vọng thu hút được nhiều du khách và các sản phẩm sẽ được tỏa sáng trên tất cả mọi miền để bà con biết đến huyện Vân Hồ. Dựa trên nền tảng đó, người dân huyện Vân Hồ đã tìm ra nhiều hướng đi mới, trong đó phải kể đến các mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch. Tại đây, du khách không chỉ được đắm mình vào không gian thơ mộng, mà còn được thưởng thức nông sản địa phương, trải nghiệm những nét độc đáo về phong tục tập quán của đồng bào nơi đây. Và du lịch nông nghiệp ấy, trải nghiệm thì chúng tôi thì trong những năm vừa qua cũng đã hình thành một số mô hình và đã được nhân rộng ra ở một số địa phương, đặc biệt ở xã Vân Hồ, xã Trường Yên, xã Trường Khoa và xã Xuân Nha. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cùng với bà con nhân dân tại các địa phương mà có thế mạnh có thể khai thác được những cái tiềm năng liên quan đến vấn đề phát triển nông nghiệp và du lịch, kêu gọi các nhà tài trợ, các nhà đầu tư cùng chung sức với bà con để phát triển những cái mô hình này xứng đáng với cái tiềm năng lợi thế của huyện. Nhờ có định hướng đúng đắn của chính quyền địa phương, những ý tưởng sáng tạo, sự cần cù, chịu khó của người nông dân và tinh thần đoàn kết của người nông dân Vân Hồ, huyện đang ngày càng phát triển và dần dần làm thay đổi diện mạo của một huyện 30A nơi vùng cao Tây Bắc, trở thành gam màu sáng trong bức tranh nông nghiệp của tỉnh Sơn La hôm nay.